Chào mừng các bạn đã đến với tuấnaxe.vn, web bán hàng uy tín chính chủ tự động của Tuấnaxe. Ngoài ra còn có cộng tác viên xích lợn đầy khả ái và ngây ngất lòng người. Hello và chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của Tuấnaxe nhá. Hôm nay thì mình sẽ thực hiện cho anh em một cái thử thách mà rất nhiều anh em đã yêu cầu, đó chính là thử thách cầm sóc lọ. Và ở đây thì mình sẽ cầm khẩu súng S12K và mình sẽ đi kiếm cho khẩu súng S12K của mình một cái ống silent để tối ưu hóa cho cái gọi là âm thanh sống động của khẩu súng này. Đấy, thì lâu nay anh em cứ bảo là dạo này không làm thử thách nữa, dạo này không dám bắn những khẩu súng dị nữa. Vẫn dám anh em ạ, nhưng mà bây giờ ấy, để mà làm một clip thử thách ấy, nó khó lắm anh em. Nhiều hôm làm thử thách mà giống như kiểu mình chỉ muốn đập máy ra thôi đấy. Đấy, cứ bắn 3 người xong rồi còn một người mình bị bắn chết, anh em bảo có cay không? Lại chẳng cay. Thế từ từ đã nhá. Đây. Úi dồi ôi bạn ơi, úi dồi ôi. Chạy. Úi dồi ôi, cầm cái gì đấy? Cầm cái gì trên tay? Tấm thiệp mời trên bàn, thời gian địa điểm rõ ràng. Còn một thanh niên ở đây này. Nào. S12K. S12K. Trên tay mình là khẩu súng S12K nha bạn ơi. Ui, silent luôn anh em ạ. Quá ngon. Thật sự phải nói với anh em là quá ngon. Đấy. Thì trong trận đấu này anh em cho phép mình cầm, tí nữa mình sẽ nhặt một khẩu súng M4 nữa anh em nhé. Đấy, thì mình sẽ cầm để phòng thôi. Mình sẽ cầm để phòng để lỡ đâu mà nói không phải gỡ mồm chứ nhỡ đâu mà có một pha gọi là bo đồng thì còn có khẩu súng mà bắn. Nhưng mà anh em yên tâm, mình sẽ cố gắng làm sao đó để có thể kết thúc cái game đấu này bằng khẩu súng S12K. Đấy là lời hứa của mình. Và mình sẽ hạn chế thấp nhất việc phải sử dụng một khẩu súng AR bắn. Đây rồi. Vào đây. À đù. Chạy đi đâu? Chạy này. Quay trở lại, gọi là quay mặt lại thì đã quá muộn. Quá muộn rồi bạn ơi. Bờ mông gợi cảm trổng về phía Tuấn AC thì chỉ có gọi là bị thông bằng S12K nát đít. Chắc chắn là như vậy. Này, trong C đang bắn nhau bụp này. Mình phải vào trong C mình hốt mấy cái thanh niên đang bắn nhau mới được. Bạn bắn tôi. Ơi bạn ơi, bạn vào đây. Bạn lại nghĩ ăn mình nó dễ như thế. Thôi đóng cửa lại ngay anh em ạ. Nào, bạn vào đây. Bạn nhảy ra đây. Nào. Nếu bạn đã muốn ăn mình thì bạn cứ nhảy ra. À đây rồi. Đây rồi. GQK này. Át đâu. Át đây rồi. Cho át gọi là vào trong lọc luôn anh em ạ. Quá nhàn. À đây rồi, M4 đây. Mình sẽ nhặt một khẩu M4 để phòng bị thôi anh em. Cho những cái bo mà kiểu nó thốn quá, hoặc là cho những cái tình huống mà nó kiểu sát nút quá, có những tình huống bất khả kháng thì xin phép anh em. Giờ bây giờ tôi nói thật với anh em, tay đứa nào cũng to như phải gọi là không phải bằng cái bắp chuối mà phải là bằng cái bắp đùi rồi anh em ạ. Cho nên là anh em thông cảm, mình cũng phải gọi là phòng bị một tí. Chứ bây giờ mà cứ hớ hênh mà bắn nhau ấy là toang lắm. Đấy, đi nhặt nhiều đạn sóc lọ. Nhưng mà anh em yên tâm là mình sẽ cố gắng làm sao bắn để có thể gọi là không sử dụng khẩu M4. Đó. Bắn một cách cẩn thận nhất để không phải sử dụng đến M4. Tuy nhiên có những tình huống mà giống như kiểu bắn đồng, bắn điếc là anh em hết sức là thông cảm cho tôi. Bởi vì là bây giờ game thủ tay to lắm rồi. Thử thách thì thử thách chứ anh em cũng phải cho tôi một cái gọi là con đường sống ấy chứ. Các ông cứ thích được cầm S12K lắp sờ cốp 6 sấy nghìn mét, bố thằng nào bắn nổi. Tôi nói thật với anh em, cho mấy cái thằng gọi là tay to nó đội mồ nó dậy nó cũng không thể bắn nổi. Thử đáp vào đây xem nào. Xem có thanh niên nào ở đấy không. Mình sợ là sợ mấy cái thanh niên ngồi ở trong mấy cái vườn hoa đấy lắm anh em ạ. Cứ đáp thử một quả vào đấy. Vào đấy, check. Chả mất đi đâu mà sợ đúng không anh em. Cơm không ăn, gạo vẫn còn đó.
Và trong trận này mình cũng sẽ không bắn Flegan luôn anh em nhé, bởi vì là mình cũng chả cần Flegan làm deck gì cả. Mình sẽ vứt thôi, bởi vì là lấy Flegan thì với mình nó là vô dụng anh em ạ. Nó vô dụng thật sự luôn đấy. Nào, mình nghĩ là trong quân sự chắc chắn còn, cho nên mình phải bắn cẩn thận anh em ạ. Đừng nóng máy mà cháy mất cái buji. Các cụ đã có cái câu đấy rồi, không bao giờ chúng ta được phép nóng nảy. Một phút nóng nảy là đi tong hết. Kiếm củi 3 năm tiêu trong vòng 1 giờ. Thật ra thì hôm nay mình định làm cái thử thách đó là cầm lục các anh em ạ. Nhưng mà cầm lục cứ bắn 3 thằng xong rồi thì lại chết. Xong rồi có một cái nữa là cầm lục thì đi tìm khẩu lục ấy nó khó vai trưởng luôn. Toàn P92 thôi. Mà P92 thì anh em bảo tôi là tôi solo squad kiểu gì, trong khi tay chúng nó toàn là tay voi đây. Đây này, có tiếng chân đây này. Bot. Nhưng mà cứ cẩn thận anh em ạ. Biết đâu nó giả bot thì sao, đúng không? Nào, vào đây. Ui, đi như thế này thì chắc là 90% là bot rồi. Lên được. Ui, headshot luôn chứ. Ghê thật. Quá đáng lắm luôn ấy. Quá nhỉ. Cái thính nó vừa rơi ở đây xong mà tìm loài cả mắt ra cũng không thấy anh em ạ. À đây rồi. Đấy, có công mài sắt thì có ngày gọi là thanh sắt nó nhỏ hơn, có công mài sắt thì có ngày gọi là mòn tay. Giờ người ta phải mài bằng máy chứ ai mài bằng tay nữa anh em nhỉ. Nào, xem cục thính có gì không nào. Làm bộ giáp là chủ yếu thôi, chứ giờ này ham hố gì thính đâu. Có lên bắn ốp anh em nhỉ? Thôi tôi nghĩ lại rồi. Không lên bắn ốp anh em ạ. Không lên. Có tiếng. Ui thôi. Ui ôi. Mày này mày. Mày vào đây. Ui có giết zone nữa chứ. Ui rồi ôi, vẫn còn đang ngáo. Hú hồn con trồn, may mà còn nguyên. En. Ô, bắn nhau. Ui, sao lại bắn nhau ở đây? Bắn ở đây thì làm sao mà bắn được S12K? Sao lại bắn nhau ở đây? Sao lại có 8 trên 10 viên đạn sóc lọ là như thế nào? Ui dồi ôi, nó kìa. Ui chú cha mạ ơi. Không biết nó biết mình chưa nhỉ? Chết rồi, còn sao lại 8? Ui thế. Vừa rồi ở chỗ thính đáp nhầm ra xong rồi nút lại không nút đủ rồi. Mẹ. Già rồi anh em ạ. Từ. Để tôi cắn một thanh niên xong rồi tôi chạy nhá. Đã mất công đến đây phải cắn được một thằng đã. Đậu phòng. Nào. Úi giời ơi bạn ơi. Bạn chết với mình. Bắn đi, đố bắn được đấy. Thôi mình té bạn nhá. Goodbye. Nhanh. Quay xe. Tuấn quay xe. Cút. Úi dồi ôi. Phải nồi. Đâu rồi, khu vừa rồi mình lút thính ở đâu nhỉ? Gần khu gần khu power đúng không? Đúng rồi, gần khu Mita Power. Chấm vào để quay lại nào. Ui, bạn ơi thôi. Cố thế nhở. Chạy như là trộm chó như thế này rồi còn bắn theo. Bắn làm sao được. Bạn phải update lên. Bạn phải dùng gọi là đạn mà có gắn camera ấy thì may ra mới giết được mình. Chứ đạn bình thường như thế này làm sao đuổi kịp mình. Mình chạy như một con chó điên này. Trời ơi. Quay lại lấy đạn sóc lọ ra anh em nhá. Mẹ. Đến đây rồi mới nhận ra là hóa ra là mình vứt sóc lọ ở chỗ cục thính ạ. Ai nổ tay chân gọi là luống cuống. Loạn hết cả lên. Chỉ vì tham khẩu ốp phải không? Muốn bắn ốp. Mà nghĩ lại rồi, một khi bo đồng thì cầm ốp nghĩa lý gì nữa. Bắn M4 tỉa tạch cho sướng. Đâu rồi, cục thính ở đoạn nào nhỉ? Đây. Ở đoạn này nếu như mình nhớ không nhầm. Vừa rồi con cục thính
cục thính đâu? Vãi nồi anh em ơi, này, hiện tượng lạ à? Cục thính đâu? Holy shit man. Ok. Ui ui, cái gì đây? Ui vãi nồi ạ. À. Đúng là chết bất thình lình, thể dục buổi sáng đậu phộng, hú hồn con trồn. Thôi đi nào. Đây rồi, đây rồi, đây rồi. Như vậy là hai thanh niên phía trước và hai thanh niên đằng sau vừa đi xe đến. Rồi xong. Chắc chắn là như vậy. Và các bạn sẽ chết với mình. Xin phép anh em cho tôi được bắn nốc một thanh niên đã nhá. Đấy. Thanh niên kia đâm thẳng vào đây, nếu không thì tôi cũng sẽ lấy M4 tôi bắn đó nha. Tôi báo trước đấy. Úi 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 trời. Ui. Táp được của nó đấy. Cái thanh niên này từ nãy giờ táp mini phải ăn đến khoảng độ chục mạng rồi anh em ạ. Nào ra đây. Quay lại. Quay lại. Quay lại. Đậu phộng đáng nhẽ là chết rồi nhá. Tha rồi đấy. Đậu xanh. Đấy anh em, pha đấy hoàn toàn tôi muốn giết rồi đấy. Để tôi trêu bạn đấy. Này, này, này. Quay lại. Quay lại đây. Đấy, quay vào đây. Đúng rồi. Thôi xong rồi bạn ơi. Bảo đâm vào đây không đâm, để cho mấy cái thằng quần què ở trên kia nó bắn chết. Nào bây giờ nhá. Cây bo này. Đây là úi, đang chạy sau gốc cây kìa. Úi trời ơi. Úi trời ơi, hai thanh niên kìa. Úi trời ơi. Này bây giờ bo vào đây nhá, thì là các bạn chết. Mà bo ra ngoài đấy nhá, là tôi kiểu gì tôi cũng bắn chết vào ông, xong tôi mới xông lên đấy. Cho nên là một là các bạn công vào đây đi, không là tôi rút mà bốn ra tôi bắn nó nha. Anh em yên tâm là kiểu gì mình cũng kết thúc trận đấu này bằng S12K. Giả dụ mình mà mình có chết thì anh em hết sức là thông cảm cho mình nhá. Nhưng mình sẽ cố gắng. À kìa. Nhấp nhô với chúng tôi. Cứ đợi đấy. Bạn sẽ không bao giờ thoát được mình đâu. To be continue. Để xem bạn làm được cái gì nào. Nào. Ui. Cái bò nó không ủng hộ mình xin lỗi nhá. Nào lên. Đúng rồi, pha này mình sẽ sử dụng S12K. Nào vào đây. Người vào đây, vào hết đây. Ok. Như vậy là mình đã hoàn thành cho anh em một trận đấu thử thách mà mình đã sử dụng S12K để giành đến chiến thắng cho anh em. Và cũng xin lỗi anh em rất nhiều vì đã phải rút M4 ra và bắn 2 lần. Nhưng mà đấy là trường hợp bất khả kháng rồi anh em ạ. Cái bo xấu quá. Thôi anh em thông cảm mình nhá. Thực hiện xong thử thách. Bye bye mọi người.